xin chào tất cả các bạn. Mình là MC Ngọc Duy, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán kem rất ngon. Hãy theo chân mình nhé. Let's go! Quán kem Mi Xuê nằm ở trên đường Hoàng Quốc Việt, khu đô thị An Huy. Không gian ở đây rất rộng rãi, với rất nhiều món như kem, trà sữa, trà đào và một số đồ ăn vặt khác. Nhưng ấn tượng nhất với mình đó là cây kem dài truyền thống với vỏ ốc siêu giòn, kem béo ngậy thật đã các bạn ạ. Các bạn cùng mình đã khám phá quán kem Mi Xuê rồi. Đồ uống kem ở đây thật tuyệt vời đúng không? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.